thứ nhất, cặp đôi Lee Boon Hun và Lee Min Jung. Trong chương trình On Your Lips của đài KBS phát sóng vào ngày 14 tháng 7, các cặp đôi sao Hàn bén duyên khi cùng nhau chơi golf đã được tiết lộ. Lee Boon Hun và Lee Min Jung được giới thiệu trong chương trình. Cả hai được tiết lộ đều có sở thích chơi golf. Họ đã gặp nhau và thường xuyên hẹn hò trên sân golf. Ngay cả hiện tại, cặp đôi vẫn không từ bỏ niềm đam mê với bộ môn thể thao này. Và tháng 4 vừa qua, cặp đôi đã thể hiện niềm đam mê của họ khi cùng nhau đến Mỹ để tham dự giải đấu lớn về bộ môn thể thao này. Thứ hai, cặp đôi tài tử Lee Sung Gi và diễn viên Lee Da In. Mới đây, trang Sportkan Hàn Quốc đưa tin, chàng rể quốc dân Lee Sung Gi đang hẹn hò với mỹ nữ Lee Da In được khoảng 1 năm. Theo đó, cả hai đã gặp gỡ và quen biết nhau thông qua những lần chơi golf cùng. Lee Sung Gi nổi tiếng là ngôi sao có tình yêu lớn với golf. Anh đã tham gia một chương trình giải trí về golf của đài SBS trong show Master in the Hall. Nam diễn viên cũng khiến vận động viên golf Park Seo-ri ấn tượng với kỹ năng của mình. Lee Da-in cũng đặc biệt thích chơi golf, cô nhiều lần chia sẻ ảnh chụp ở sân cỏ, mặc trang phục đánh golf lên trang cá nhân. Theo trang Sportkan, hai diễn viên thấy người còn lại quyến rũ hơn khi chơi môn thể thao trên. Thứ ba, cặp đôi đình đám nhất K-pop ngọc nữ Son Jae-jin và người chồng quốc dân Kim Bin. Golf không chỉ là môn thể thao quý tộc, sân golf còn là nơi xem duyên cho rất nhiều cặp đôi showbiz. K-pop cũng có một cặp sao quyền lực bén duyên từ sân golf và không ai khác đó chính là cặp vợ chồng Hyun Bin và Son Jae-jin. Trước khi công khai mối quan hệ, Son Jae-jin và Hyun Bin cũng vài lần bị bắt gặp đi chơi bộ môn này cùng nhau vì lịch trình bận rộn. Cặp sao lọt vào ống kính phong ảnh khi đi chơi đánh golf ở thành phố Gimpo, Hàn Quốc. Theo truyền thông, đây là địa điểm hẹn hò yêu thích của Son Jae-jin và Hyun Bin. Cặp tình nhân hạng A xứ Hàn cũng bị phong nhận ra khi cùng nhau đi mua sắm đồ golf tại cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc. Được biết cả hai rất thích chơi golf nên trong tuần trăng mật của họ cũng không quên đam mê này khi tới Mỹ. Hẹn gặp lại các bạn các số lần sau của Golf An Studio.